唯同逝去了的梦，欣赏雨中恋人们相互送，那雨后的难言，昨日也一样浓。食了望的风，情怀仍未动，让昨天悠悠思忆，心中舞动。Xin chào Thọ nhé. Vâng, em chào anh và chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Nhâm Tuất TV ạ. Trên hình ảnh của chúng ta là bạn Thọ đã xuất hiện ở trong những cái video về giống chó Bichon. Thọ hiện tại đang quản lý cái thương hiệu là Queen Pet Academy. Đây là một giống chó cảnh rất là hiếm tại Việt Nam. Mình đi làm kênh Nhâm Tuất TV đến năm nay là năm thứ 2 rồi mà bây giờ mình mới có thể quay lại được cho anh em được xem. Và rất nhiều người tại Việt Nam không nghĩ là giống chó này xuất hiện và nó lại đẹp như thế này. Thì bây giờ mình và bạn Thọ sẽ cùng nói chuyện để cho anh em được biết nhé. Thì đầu video thì Thọ có thể cho anh được biết là đây là giống chó gì và cái nguồn gốc xuất xứ của giống chó này như thế nào nhỉ? Dạ, em xin giới thiệu với anh và tất cả mọi người, đây là một chú chó thuộc giống chó Schnauzer. Xuất phát từ nước Đức. Tức là nguồn gốc của nó từ nước Đức, đúng không? Và Việt Nam mình thì hay gọi là chó ông già đấy ạ. Chó ông già, vâng. Đây, cái bộ râu nó đây, anh em nhìn thấy này. Đấy, bộ lông. Đây là bộ lông được trải chuốt và được gọi như là cắt tỉa. Trông rất là giống một cái ông già. Đấy, anh em nhìn thấy. Đây là một giống chó rất là đẹp luôn. Hay còn gọi là chó sục này, giống chó săn. Một vài các cái câu lạc bộ chó thì xếp cái con này vào cái giống là terrier, đúng không nhỉ? Vâng ạ, đúng rồi ạ. Theo cái tiêu chuẩn của FCI thì lại xếp bọn này vào cái nhóm chó thứ hai là giống chó lao động, working dog. Vâng. Đó. Thì cũng sẽ nhờ anh sẽ xin nhờ Thọ là có thể cho anh được biết là cái tiêu chuẩn giống của bọn này này theo cái quy định của FCI là như thế nào nhỉ? Tiêu chuẩn giống thì đối với Schnauzer thì sẽ có hai size. Đó là size khổng lồ, đó là Giant Schnauzer. Còn đây là size thu nhỏ là Miniature Schnauzer. Tức là nó có hai size, đúng không? Vâng ạ. Thì đối với size Miniature Schnauzer này thì nó sẽ có chiều cao là từ 30 đến 35cm. Và tổng quan của nó là chiều cao và chiều dài cũng gần bằng nhau, tương đương nhau. Nó cũng vuông đấy. Người nó vuông. Và trọng lượng của bọn này anh thấy là khá là nhỏ nhắn, đúng không? Vâng ạ. Trọng lượng của nó thì thường sẽ từ tầm từ 4 đến 8 cân. Là tùy đực cái và cũng có sẽ có chênh lệch đấy. Còn cái bọn Giant kia thì nó to cao hơn, vâng, giống như kiểu bé dê, giống vâng, như kiểu chó săn sẽ ấy, cao đúng không? Cỡ khoảng 40cm ấy. Rất là to. Đấy, về cái màu lông của bọn này thì như thế nào nhỉ? Đối với màu lông của Miniature thì sẽ có màu 4 màu. Màu thứ nhất là màu đen tuyền. Thứ hai là màu trắng. Ôi, con bọn này cũng có màu trắng cả. Có màu trắng ạ. Thứ ba là màu muối tiêu. Muối tiêu. Và thứ tư là màu đen bạc. Đây, và đây là một chú đen bạc, Black Silver. Đây, Silver. Ngực là màu trắng đúng không em? Vâng. Đấy, ngực màu trắng, phần chân là màu trắng. Đấy, đây là một chú chó mini Schnauzer. Có bộ lông màu gọi như là màu bạc đấy. Đen bạc ạ. Chú chó này thì đã được phẫu thuật tai và cắt đuôi rồi. Còn bình thường thì đuôi tự nhiên sẽ dài. Tai dài. Đuôi tự nhiên đuôi sẽ tự dài. Nhiên dài. Và tai sẽ dài và cụp. Ok. Chạy. Phong cách này giống như kiểu cắt tai giống kiểu Doberman ấy, đúng không? Vâng. Doberman ấy. Đúng rồi ạ. Đây, sẽ quay lại cho anh em nhìn cái đầu thủ của chú chó này. Đây là đã được phẫu thuật là tai và đuôi rồi. Còn nếu như mà bình thường mà để tự nhiên thì tai nó sẽ cụp xuống. Về tính cách thì cái giống chó này nó rất là bình tĩnh và mạnh mẽ. Nó rất là gần gũi và thân thiện với con người ạ. Nhưng mà đôi khi là cái thể hiện tình cảm của nó hơi khác với những cái loại toy dog. Đó là ví dụ như là nó không biết thể hiện tình cảm theo cái lối là nhẹ nhàng đâu. Ví dụ như là nếu như nó muốn chơi với anh ấy, nhiều lúc nó sẽ ra nó rũi hoặc là nó gặm, nó nhằn tay anh. Đôi lúc mà cũng rất là đau, không đến mức là cắn rách tay, rách da, nhưng mà do cái hàm của giống chó này cũng rất là khỏe. Vì vậy là nên là khi nó thể hiện tình cảm nó nhằn cũng rất là đau, nhưng mà nó rất là dễ thương đối với em. Nhìn nó như thế này mà trông nó rất là nam tính luôn, đúng không? Vâng. Đấy, rất nhiều cái tạp chí nước ngoài có sử dụng những cái hình ảnh của giống chó Schnauzer này chú ơi. Thọ ơi, có thể cho anh được biết là cái phong trào mà nuôi cái giống Schnauzer này tại Việt Nam bây giờ như thế nào, có nhiều người nuôi hay không?
Và nếu như mà những cái con giống như thế này này thì cái nguồn gốc mà nhập thì nhập từ đâu nhỉ? Việt Nam thì em thấy phong trào Schnauzer chưa được mạnh nào so với các giống chó khác. Em cũng thấy bắt đầu thời gian này cũng bắt đầu có một số các anh chị là cũng tìm mua và nuôi. Nhưng và nguồn gốc thì đại đa phần cũng như nhiều giống chó khác tại Việt Nam là sẽ nhập từ Trung Quốc. Còn cũng có một số bé thì sẽ được nhập từ châu Âu ạ. Thì con này của mình thì con giống này của mình thì nhập từ đâu? Bé này của em là nhập Malaysia. Malaysia. Vâng ạ. Một cái giống chó rất là hiếm tại Việt Nam. Không phải là do cái giá trị của nó mà là do cái vấn đề là chăm sóc cái bộ lông của nó không hề đơn giản. Đấy, đây là một cái chú chó mà đã được grooming, cắt tỉa. Với một cái bộ râu này thì chăm sóc bình thường mà chế độ ăn thì chắc chắn là bên em sẽ phải hoàn toàn là cho ăn những cái thức ăn khô hạt đúng Dạ vâng ạ. không? Đối với bộ râu này thì bên em sẽ cho ăn khô hoặc nếu như là nếu ví dụ có ăn ướt thì em sẽ wrap lại. Tức Tức là là sẽ phải gói phải lại. phải Vâng. buộc nó Vâng, vào đúng đúng rồi. không? Đấy, không phải đơn giản để mà chăm sóc những cái chú chó mà có một cái bộ lông như này đâu. Đấy, rất là đẹp nhỉ. Rất là đẹp luôn. Hiện tại thì cái giá trị của cái giống chó Schnauzer này tại Việt Nam mà như thế nào thì Thọ có thể chia sẻ cho anh được biết nhỉ? Giá cún giống chó Schnauzer này ạ. Tại Việt Nam hiện tại thì cũng không không cao anh ạ. Đối với một bé nhập thì em cũng chưa chưa thấy nhiều. Nhưng như bé này của em thì chắc là cả vận chuyển từ Malai về chắc chỉ tầm cỡ 4 40 triệu thôi ạ. 40 triệu. Còn một bé mà có VKA như em bán ấy ạ. Như em bán một bé VKA ấy thì là giá là dao động từ tầm 10 13 15 triệu. Ok, thế là cũng khá là Và hợp lý tùy đấy. được. Còn nếu như mà những bạn cún mà bố mẹ từ Trung Quốc chẳng hạn mà sinh ra tại Việt Nam ấy ạ thì bán cũng rẻ thôi ạ, cũng cỡ tầm 5 6 triệu ấy ạ, 7 triệu gì đấy. Nói chung là cũng tùy về cái độ đẹp của từng bạn chứ Đúng không rồi. không không thể đánh đồng được tất cả các bạn cún được ạ. Tức là phân ra làm hai Vâng. cái nguồn, một là nguồn nếu mà chó Trung Quốc thì nếu mà sinh sản tại Việt Nam thì bán giá khoảng tầm 5-6 triệu, Vâng. còn nếu mà với cả những cái chú chó mà nhập và có đầy đủ giấy tờ để mà làm giấy tờ cho chó con VKA thì Vâng. hiện tại khoảng tầm dưới 15 triệu nhỉ, khoảng tầm Cho 13 đến con ạ, 15 vâng ạ. triệu đúng không? Vâng. Đó, một cái giá rất là hợp lý cho một cái giống chó hiếm tại Việt Nam. Một cái câu hỏi về cái chuyên môn là Thọ là một cái người dạy về grooming này Vâng. và là chuyên là cắt tỉa lông cho chó thì anh có thể hỏi Thọ một cái câu là chú có thể nhận xét gì về cái bộ lông của cái giống chó này được Đối với bộ lông mà như một bé để theo tiêu chuẩn sâu không? như bạn này ạ thì chăm sóc cũng rất là khó ạ. Ví dụ như trên người ạ thì 1 tuần đến 3 tuần là tùy theo từng sự tăng trưởng lông của từng bé thì em sẽ phải lược bớt lông đi, có nghĩa là stripping có nghĩa là nhổ nhổ bớt ạ. Để bởi vì bao giờ trên thực tế theo tiêu chuẩn là 2 lớp lông nhưng bao giờ một bé này cũng hiện đại trên cơ thể sẽ có 3 lớp lông. Nó sẽ có một lớp lông cơ bản ở phía dưới, nó là những cái sợi lông nhỏ đang mới mọc lên. Nếu như chúng ta mà không nhổ đi những cái lông mà già, những cái lớp ngoài ạ, nó trưởng thành khi nó bắt đầu bị mờ đi ạ, nó không còn độ bóng nữa và nó rất là dễ rụng ạ, thì chúng ta phải bắt đầu nhổ đi để nó những cái lông mới nó có thể mọc lên và Mà sau này nó lại chính là những cái lông thay thế những cái lông này, tức là nó gần như là thay lông liên tục, nó phải thay lông liên tục thì nó mới có thể cứng như này. Còn nếu chúng ta sử dụng kéo hay clipper tức là tông đơ ấy ạ thì sẽ làm cho bộ lông cuối cùng sẽ chỉ còn 1 lớp thôi. Vâng. Thế chứng tỏ chăm sóc cái bộ lông của bọn này cũng khá là cầu kỳ Vâng, đấy rất cầu kỳ đúng anh không? ạ. Đấy cũng là một trong những cái yếu tố mà hiếm người nuôi. Nhưng mà anh cho anh hỏi cái là nuôi bọn này này, đây là một cái chú chó mà đã được cắt tỉa theo đúng cái tiêu chuẩn này đúng Vâng không? ạ. Thì nếu như mà không cắt tỉa thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Đối với một chú chó mà cắt theo phong cách sâu, theo tiêu chuẩn thì sẽ như thế này. Còn đối với một bạn mà pet chăm sóc trong gia đình ấy, thì trên phần trên cơ thể này thì thường là sẽ clipper, tức là sử dụng tông đơ để đi sát hết những cái phần mà lông cứng này. Vì vậy khi mà chăm sóc một bạn cún ở nhà thì sử dụng tông đơ thì nó sẽ còn chỉ còn 1 lớp lông thôi, nó sẽ không thể Ok, còn nhiều tức lớp là lông đây nữa. là một cái chú chó mà bọn em mà chăm sóc lông theo đúng cái tiêu chuẩn gọi Vâng. là đi thi dog show đấy đúng Vâng, không? đúng rồi ạ. Còn nếu như mà không có thời gian, không có điều kiện mà chăm sóc lông cắt tỉa như thế này thì chúng ta sẽ quay thêm một cái chú chó nữa ở bên em nhé. Dạ vâng ạ. Thì tiện đây em cũng có sẵn
bạn một bạn là con của bé này cũng có giấy tờ VKA nhưng nuôi theo phong cách pet. Em sẽ để lên cho mọi người cùng so sánh. Ok. Đây trên hình ảnh của chúng ta là hai chú chó Schnauzer, một chú chó mà đã được cắt tỉa grooming theo tiêu chuẩn đi dog show và một chú chó là để rất là tự nhiên. Mình sẽ quay lại để cho anh em biết. Đây. Đây anh có thể nhìn. Tự nhiên thì nó sẽ như thế này. Đây một bé, một bạn mà khi mà sử dụng tông đơ để trên người đây, lông nó chỉ còn một lớp lông mềm thôi. Anh em nhìn thấy khác biệt nhau không? Đây, còn lông này nó sẽ giống như kiểu mấy cái giống lông sát ấy ạ. Như kiểu béc dê. Hơi giống béc dê, đấy, lông hơi rồi. Giống gọi như là GSD. Còn nếu như mà cắt tỉa bằng tông đơ thì sẽ giống như kiểu là su ấy, giống kiểu poodle đúng không? Vâng, gần như vậy ạ. Đấy, giống poodle. Đó. Đây, tai tự nhiên đây, tai tự nhiên để tai tự nhiên hay tai cụp tự nhiên. Vâng. Đấy. Mõm đây, mõm. Đấy, anh em nhìn thấy không? Là những cái video rất là thực tế luôn. Cùng là một cái giống chó nhưng mà nếu như mà cắt tỉa theo cái tiêu chuẩn, phong cách tiêu chuẩn thì như thế kia. Còn nếu để tự nhiên mà nuôi làm pet thì sẽ như thế này. Đấy. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây hai vợ chồng nhà bạn Thúy Xịn và bạn Thọ. Anh cảm ơn hai đứa nhá. Ok, về năm mới thì anh cũng xin chúc Queen Pet Academy ngày một thành công. Năm mới em chúc mọi người mạnh khỏe, ăn khang thịnh vượng ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào năm sau. Năm mới chúc anh và mọi người ăn khang thịnh vượng. Ok, cảm ơn anh em bắt tay cái nha. Thì sang năm sau thì anh xin chúc hai vợ chồng em có nhiều sức khỏe. Thương hiệu Queen Pet Academy ngày một thành công nhé. Ok. Vâng ạ. Vâng, em chào anh, chào mọi người ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.